Ngày hôm vừa rồi thì anh em thợ trong công ty Đá Minh Nghệ Anh Quân mình có đi lắp một ngôi mộ cho bố của em Yến ở Hà Nội. Thì cái câu chuyện của nhà Yến, tức là khi mà Yến gặp mình để đặt làm một ngôi mộ, thì lúc đấy là lúc bố của em ấy đang nằm ở trên giường bệnh. Chiều ngày hôm sau thì thấy Yến điện cho mình nói rằng là anh ơi, bố em mất rồi, thì anh chuẩn bị cái ngôi mộ giúp em. Và Yến có gửi cái thông tin và cái ngày giờ mất của ông sang cho bên mình để chuẩn bị khắc bia. Thật ra thì bên mình đã làm những cái ngôi mộ trong cái tình huống như này rất là nhiều. Và mình cũng chỉ nói với Yến cái lúc đấy rằng là em cứ yên tâm đi, mọi việc cứ để đấy anh lo cho, còn em cứ tập trung lo việc ở nhà đi. Thì đúng 8 giờ sáng ngày hôm sau thì bên mình đã có mặt tại nghĩa trang và cùng với gia đình để làm những cái công tác chuẩn bị tốt nhất để đưa bố em ấy về cái nơi an nghỉ cuối cùng. Khi mà nhìn thấy cái sự chuẩn bị chu đáo của anh em thợ bên mình thì mọi người thấy rất là yên tâm và nhìn cái phong cách làm việc chuyên nghiệp. Mặc dù là cái vị trí đặt ngôi mộ này là nó cũng không được thuận lợi cho lắm, tức là xe cẩu của bên mình không vào được, nhưng mà vì đã biết trước cái vị trí thi công cần phải chuẩn bị những cái phương án gì, thế nên là bên mình đã chuẩn bị trước những cái phương án thi công tốt nhất để đảm bảo rằng cái việc lắp cái ngôi mộ được diễn ra an toàn và nhanh chóng. Và đến khoảng tầm gần 11 giờ thì gia đình em ấy đưa bố về qua chỗ nhà thần linh để thắp hương. Và trong cái thời gian đấy thì anh em thợ bên mình cùng với người nhà thì có đưa thêm cái phần đất và phần cát vào phía bên dưới để tạo cái mặt phẳng. Tại vì cái việc mà đặt trên cái hài cốt xuống cái vị trí an nghỉ cuối cùng là rất là quan trọng, thế nên anh em cũng rất là cẩn thận cùng với gia đình để làm cái việc đấy làm sao cho chu toàn nhất. Sau đó là cho người thân đặt bố của Yến vào cái nơi an nghỉ cuối cùng. Những cái ngày tháng cuối cùng của bố ở trên giường bệnh ấy, ngoài cái việc là túc trực ở bên thường xuyên, thì Yến cũng lên trên mạng để tìm hiểu xem rằng là sau này cái lúc mà khi bố về với ông bà tổ tiên ấy thì sẽ làm cho bố một cái ngôi mộ như thế nào. Khi mà nói chuyện ấy thì Yến cũng chỉ muốn nói rằng anh ơi, em chỉ muốn là làm cho bố một ngôi mộ nhìn đơn giản nhưng mà phải thật sự là tốt, và em muốn là mọi thứ nó thật là nhẹ nhàng thôi. Và để đáp ứng được những cái yêu cầu và những cái mong muốn của Yến ấy, thì mình có tư vấn cho em ấy là làm cho bố một cái ngôi mộ bằng chất liệu đá granite màu xanh. Và ngay cả bản thân mình, một người chuyên làm mộ đá, thì mình thấy rằng là một ngôi mộ làm như thế này cũng rất là phù hợp, hợp lý. Nó hài hòa với cảnh quan xung quanh, nó cũng phù hợp với lại những cái ngôi mộ xung quanh. Nó không quá to, không quá cao, không quá cầu kỳ, nhưng mà thật sự là chất lượng. Ngay khi mà Yến gửi cho mình cái video lúc mà em ấy nói là đây sẽ là cái vị trí mà em định đặt mộ cho bố em, thì lúc đấy là mình đã nhìn những cái ngôi mộ xung quanh và thấy rằng là những ngôi mộ xung quanh mọi người làm rất là thấp và làm rất là đơn giản. Thế nên là ngay lúc đấy thì mình cũng có nói với Yến rằng là theo anh ấy thì em chỉ nên làm cho bố một cái ngôi mộ là rộng 81 và dài 1m47, và cái chiều cao của ngôi mộ chỉ là 97cm thôi. Thật ra thì lúc đấy thì mình cũng không có nói với Yến là em làm như thế để cho nó phù hợp với xung quanh, nhưng mà cơ bản thì Yến cũng nói rằng là em nghĩ là như vậy là hợp, thì em chỉ cần xây cái đế mộ cao cao lên một chút. Đấy, đôi khi là đặt những cái ngôi mộ thì mình cũng cần quan tâm xem cái ngôi mộ đấy đặt trong một cái không gian như thế nào. Chứ còn nếu như đặt cùng với mọi người mà mọi người làm ở một cái chiều cao nó vừa phải mà mình lại làm to cao quá ấy, thì nó cũng không phù hợp. Thế nên là cái việc lựa chọn mẫu mã và kích thước ấy, nó đòi hỏi là cái sự rất là tinh tế và kinh nghiệm rất là nhiều của cái đơn vị thi công, để làm sao khi ngôi mộ lắp đặt lên nó phải hài hòa với tổng thể xung quanh. Các cụ ngày xưa thì vẫn hay nói mà, ăn trông nồi ngồi trông hướng, mọi thứ là nó phải phù hợp, phải hài hòa. Và đến lúc mà cái ngôi mộ mà bên mình lắp lên ấy, thì mọi người trong gia đình vui lắm. Cái vui ở đây thì mọi người nhìn vào cái ngôi mộ thì thấy rằng là đây là một cái ngôi mộ chất liệu đá nó rất là xịn, đơn giản nhưng mà rất là sang trọng. Nếu như một người nào hiểu về đá thì sẽ hiểu rằng đây là những cái ngôi mộ đá thật sự là chất lượng. Cái dòng đá này là chất liệu đá granite xanh tự nhiên. Hai nữa là ngôi mộ chỉ được làm từ những cái viên đá nguyên khối thì nó sẽ rất là bền. Và mỗi một lần người thân trong gia đình ra lau dọn thắp hương thì mọi thứ nó diễn ra cũng rất là đơn giản. Và sau khi bên mình đặt xong thì cái phần chân móng này thì chắc là ngày hôm sau thì nhà Yến sẽ nhờ các bác thợ xây ở trên đó chát vuông vắn lại và có thể là ốp đá hoặc lăn sơn. Nhưng mà về cơ bản, đến khi mà lắp đặt ngôi mộ xong thì mọi thứ diễn ra rất là thuận lợi. Cũng một phần là có cái sự chuẩn bị chu đáo của phía bên đơn vị thi công, và hai nữa cũng là cái sự linh thiêng của ông phù hộ, mọi thứ làm diễn ra thật là an toàn và nhanh chóng. Và cũng thông qua video này xin được cảm ơn đến em Yến và cảm ơn đến gia đình em ấy đã tin tưởng vào những cái sản phẩm lăng mộ đá chất lượng cao của Đá Minh Nghệ Anh Quân. Cũng xin được cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều vì đã dành thời gian để lắng nghe hết cái video này. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.